Tại thị trường Việt Nam, Toyota Camry thuộc phân khúc sedan hạng D, cạnh tranh với các đối thủ như Honda Accord, Kia K5 hay Mazda 6. Đây là mẫu xe nhận được đánh giá tích cực từ người dùng nhờ thiết kế sang trọng, không gian nội thất rộng rãi, động cơ mạnh mẽ, vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, trên thị trường xe cũ, có khá nhiều chiếc Toyota Camry đang được giao bán với những tình trạng và giá bán khác nhau. Trên thị trường xe đã qua sử dụng, một chiếc Toyota Camry 2022 đang được chào bán với mức giá 1 tỷ 255 triệu. Theo người bán, chiếc xe thuộc phiên bản 2.5Q, ngoại thất màu đen và nội thất màu kem, chỉ số lăn bánh mới đạt 20.000 km. Được biết, ở thời điểm đập hộp, giá niêm yết là 1 tỷ 349 triệu. Để lăn bánh mẫu xe này, người dùng phải bỏ ra số tiền ở mức 1 tỷ 550 triệu. Như vậy, người bán đã chấp nhận mức lỗ khoảng gần 300 triệu cho một chiếc Toyota Camry mới lăn bánh 2 vạn km ở chiều ngược lại, đây có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những người dùng muốn sở hữu một chiếc xe đen hạng D rộng rãi, cao cấp mà không ngại sử dụng xe cũ. Toyota Camry bán tại Việt Nam được phát triển dựa trên nền tảng TNGA mới. Ở ngoại thất, xe sở hữu phần lưới tản nhiệt mở rộng với các chi tiết kim loại mạ chrome, cụm đèn pha LED cùng la răng tạo hình mới có kích thước 18 in. Gương chiếu hậu chỉnh gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, nhờ gương hai vị trí và tự động chỉnh xuống khi người lái vào số lùi. Vòng ra phía sau, xe được trang bị cụm đèn hậu LED với đồ họa vuốt ngang, ống xả kép thể thao, đèn báo phanh trên cao. Bên trong khoang lái, xe sở hữu các trang bị tiêu chuẩn như vô lăng chỉnh điện, màn hình trung tâm 9 in đặt nổi có hỗ trợ Android Auto Apple, CarPlay cùng bảng điều khiển có hai cụm đồng hồ hai bên và màn hình hiển thị thông tin ở giữa. Ngoài ra, xe còn được trang bị các tiện nghi hiện đại gồm có ghế lái chỉnh điện, nhớ vị trí, gương chiếu hậu chống chói tự động, hệ thống âm thanh 9 loa JBL, điều hòa tự động ba vùng độc lập, cửa sổ trời, sạc không dây. Toyota Camry sử dụng khối động cơ xăng 4 xi lanh thẳng hàng, phun xăng trực tiếp, dung tích 2.5 lít, sản sinh công suất tối đa 207 mã lực và mô men xoắn cực đại 250 Nm. Kết hợp với hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 8 cấp. Về trang bị an toàn, Toyota Camry sở hữu gói công nghệ Toyota Safety Sense, gồm các tính năng tiên tiến như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường điều khiển hành trình thích ứng đèn thích ứng thông minh